Jimmy Nguyễn lên tiếng, hãy nhẹ nhàng với Hoài Linh giữa bão drama cấp 12 với bà Phương Hằng. Đứng trước những drama liên tiếp trong thời gian qua, khán giả liên tục đặt ra câu hỏi, liệu những gì bà Phương Hằng nói có phải là sự thật? Tại sao Hoài Linh không lên tiếng? Khi vụ việc chưa được làm rõ đúng sai, thì một số nghệ sĩ trong showbiz lại lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của mình về danh hài Hoài Linh. Trên trang cá nhân của mình, khi được hỏi về những tin đồn vây quanh Hoài Linh, Jimmy Nguyễn khẳng định mình không biết một chút gì về nghệ sĩ Hoài Linh. Mối quan hệ, liên hệ, việc làm của Hoài Linh, anh không thể trả lời thay được. Anh chỉ có thể bày tỏ cảm nghĩ về nam nghệ sĩ. Jimmy Nguyễn tiết lộ, anh và nghệ sĩ Hoài Linh gặp nhau lần đầu tại một buổi diễn ở casino. Qua tiếp xúc, anh thấy Hoài Linh là một người hào phóng, cao thượng. Anh nói, nghệ sĩ Hoài Linh là một người yêu đời, yêu người và yêu xã hội hơn cái nghề mình đang nắm. Cảm thông với Hoài Linh, Jimmy Nguyễn mong khán giả hãy hiểu cho những nghệ sĩ hài như ông. Tôi nghĩ Hoài Linh cũng đến với các bạn từ yêu thương, yêu nghề và muốn cống hiến những gì tốt nhất cho khán giả. Khác với anh, tôi có thể hát trong nỗi đau, tôi có thể bật khóc trên sân khấu. Nhưng với anh, trong một buổi diễn mà kịch bản phải làm cho khán giả vui cười, trong khi anh đang có mất mát người thân mà anh ấy vì khán giả, vì nghề vẫn cố gắng cười trên sân khấu. Và sau buổi diễn thì mới bật khóc cho riêng mình, thì đây là người có trách nhiệm đầy tình cảm. Anh còn chia sẻ, nghệ sĩ Hoài Linh hay làm từ thiện, đóng góp cho xã hội. Anh nghĩ, Hoài Linh là một nghệ sĩ tình cảm, không hám danh lợi. Anh không chỉ rộng lượng ở vật chất mà còn ở tình cảm. Hoài Linh vẫn hy sinh tình cảm của mình cho người khác nếu thấy người đấy được hạnh phúc. Đặc biệt, Jimmy Nguyễn còn cho biết, đừng nghĩ Hoài Linh đủ khôn để biết đúng sai, vì Hoài Linh vẫn là một người nghệ sĩ vô cùng yếu đuối. Anh dẫn chứng, rất nhiều doanh nhân tầm cỡ, kinh nghiệm đầy mình, đầu có đạn nguyên tử, vẫn bị lừa hàng triệu đô. Vì vậy, khi chưa có gì rõ ràng, khán giả hãy bình tĩnh xem xét mọi việc bằng trái tim của mình và những cống hiến mà người nghệ sĩ tài năng mang lại. Đừng nghĩ Hoài Linh đủ khôn để biết đúng sai. Xin hãy nhẹ nhàng với Hoài Linh, hãy tìm hiểu ngọn ngành, vì biết đâu anh ấy mắc quai. Jimmy Nguyễn đặt giả thiết, Hoài Linh cũng là nạn nhân trong vụ lừa đảo siêu khủng này. Vì tự ái và danh dự, nên ông không thể lên tiếng. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cho rằng đàn anh là người khá tâm linh, có thể đã nghĩ bản thân có trách nhiệm cứu người, tự mua dây buộc mình vào chuyện của ông Võ Hoàng Yên. Dù vậy, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn cứu người chứ không phải trục lợi. Lại bàn đến lý do vì sao Hoài Linh im lặng, Jimmy Nguyễn cho rằng đây không phải điều quá quan trọng. Hãy xem lại những gì anh ấy đã mang lại cho chúng ta, cho xã hội, niềm vui, tiếng cười, giọt lệ đầy thương cảm. Quá khứ và hiện tại đã cho thấy Hoài Linh đã làm rất nhiều việc tốt cho chính giới nghệ sĩ nói riêng và xã hội nói chung. Cộng đồng mạng để lại rất nhiều bình luận ủng hộ Jimmy Nguyễn và nghệ sĩ Hoài Linh. Cụ thể, một khán giả để lại bình luận yêu thương. Bên cạnh đó, còn có khán giả lo lắng cho việc Jimmy Nguyễn sẽ là người tiếp theo bị nữ doanh nhân Phương Hằng xéo tên. Thì mới đây, trang fanpage chính thức của trường đua Đại Nam tiếp tục gây chú ý vì một chia sẻ liên quan đến ồn ào thời gian qua. Cụ thể, trang này chụp lại bài đăng của ca sĩ Jimmy Nguyễn cùng chú thích. Anh Jimmy Nguyễn nói quá hay, cái từ đám nghệ sĩ đem xé ra to chứ không ai hết. Một cái từ đám bình thường mà người mẫu trang khàng đem chỉnh thành bọn, rồi tự nâng giá bản thân nghệ sĩ lên hay ảo tưởng bản thân khi có chút đỉnh tiền bạc. Để giờ tự nhiên nghệ sĩ mất giá trong mắt công chúng. Trong bài đăng của Jimmy Nguyễn đề cập đến ông Dũng Lò Vôi, bày tỏ quan điểm đồng tình với suy nghĩ của vị đại gia này. Anh viết, đúng như những gì tôi suy nghĩ, anh Dũng Lò Vôi đã chia sẻ và khẳng định rằng họ không quơ đũa cả nắm. Tôi xin cắt riêng đoạn clip anh Dũng Lò Vôi xuất khẩu tự tâm, gửi gắm đến nghệ sĩ. Theo đó, cả hai bên đều chung quan điểm về việc bà Nguyễn Phương Hằng chỉ bức xúc, chỉ trích một nhóm nghệ sĩ. Cụ thể là những người bà gọi tên, hoàn toàn không muốn quơ đũa cả nắm. Trước đó trong các livestream, nữ đại gia cũng nhiều lần gửi lời xin lỗi đến các nghệ sĩ hải ngoại hay nghệ sĩ ở miền Bắc. Vợ ông Dũng Lò Vôi còn tuyên bố không cấm toàn bộ nghệ sĩ đến Đại Nam, chỉ cạch mặt những cái tên đã gây chiến với mình. Đứng trước các chỉ trích như bão cấp 12 mà bà Phương Hằng xoáy vào mình, danh hài Hoài Linh vẫn một mực giữ thái độ im lặng. Mới đầu, vợ ông Dũng Lò Vôi chỉ đơn giản là yêu cầu Hoài Linh lên tiếng về ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, đến hiện tại, bà Hằng tuyên bố không cần Hoài Linh nói gì nữa, giờ đây đã quá muộn.